luộc và chân gà khìa xá xíu nha các bạn. Nhìn hấp dẫn không các bạn ha? Đó, gà luộc, chân gà luộc thì chấm nước mắm gừng. Còn gà khìa này thì không cần chấm, ăn không vậy cũng ngon rồi. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay á con gái mình nó thèm ăn chân gà. Và cái hồi nãy mình ngâm nước muối á các bạn, mình ngâm nước muối á cho nó, mình bóp cho nó sạch ra dơ rồi đó. Bây giờ mình còn tiếp tục mình cho muối vô đây thêm với lại giấm rồi các bạn. Để mình ốp một hồi cho nó sạch sẽ hết các bạn, rồi mình mới bắt nước sôi lên mình luộc nữa. Bây giờ nước cũng đã sôi rồi các bạn, mình cho một muỗng muối vô để mình luộc cái chân gà này nha các bạn. Mình cho muối vô nữa cho nó sạch các bạn. Mình luộc đi rồi mình cũng bỏ đi cái nước này nữa. Giờ mình cho chân gà vô mình luộc. Mình mới có làm cái món này lần đầu tiên thôi cho nên mình không có biết là luộc bao nhiêu nó mềm, bao nhiêu phút nó mềm nha các bạn. Một lát nữa mình canh giờ coi mình luộc bao lâu nó mới mềm. Đây, bây giờ mình cho hết cái chân gà vô mình luộc rồi mình canh giờ nha các bạn. Đây, cẳng gà mình đã luộc xong rồi các bạn. Luộc 15 phút mà tại mình muốn luộc mềm một chút. Tại vì cẳng gà này cũng cẳng gà non cho nên nó mau mềm lắm. Mình lấy rang ít để cho gái mình nó chấm nước mắm gừng nó ăn. Đây là chén nước mắm gừng nè. Gừng á, mình làm trà gừng á các bạn. Trà gừng đường á. Rồi mình múc ra cái mình cho ớt với lại tương ớt với lại ớt ngọt vô là chấm ăn cũng ngon lắm. Vậy nó tiện. Mình làm sẵn hũ trà gừng á. Rồi mình lấy ra mình làm nước mắm gừng cũng được các bạn. Tại vì nó có đường sẵn với gừng sẵn trong á. Còn đây còn là hơn phân nửa thì mình ốp xá xíu mình đi khìa các bạn. Mình khìa xá xíu để ăn. Còn này thì mình ăn ăn tươi, ăn luộc. Luộc chấm mắm gừng. Còn này thì mình khìa xá xíu. Nó dầu nó nóng rồi cái mình cho tỏi vô, cái mình cho tỏi nó vàng đi, mình cho cái chân gà vô nha các bạn. Chân gà xào sa tê, xào với tỏi với lại xá xíu. Chân gà ớt xá xíu, xào tỏi. Một chút nữa mình cho chút xíu ớt cay thôi chứ mình làm cay quá cái con mình nó không ăn được đó các bạn. Giờ đó nó vàng rồi. Vàng rồi mình cho gà vô. Chân gà vô. Xào chút xíu cho nó thấm. Mình xào nó chút xíu cho nó thấm lại. Tại cái bột cá chiến này nó ngọt rồi các bạn. Nó ngọt ngọt mặn mặn rồi đó. Mình thích nêm thì mình nêm một chút xíu nữa thôi. Nhưng nó cũng ngọt ngọt mặn mặn rồi. Cái này làm ăn chơi mà, không làm mặn nhiều. Khìa lửa lửa tiêu riêu á các bạn, mình khìa lửa tiêu riêu á cho nó thấm vô. Mình ốp nãy giờ nó cũng thấm rồi, cái gà này cái chân gà này nó cũng mềm đó. Đó mình khìa mình cho lửa riêu riêu á các bạn. Các bạn biết không, mình kể một câu chuyện này cho các bạn nghe nha. Bữa nay á mình tới Phần Lan mấy mươi năm rồi mà mình chưa bao giờ ăn cái chân gà này á các bạn. Mà con gái mình nó đi nhà bạn chơi, nó thấy bạn làm cho ăn ngon quá cái nó đi mua về nó kêu mình làm. Tại vì các bạn biết làm sao mà mình không ăn không? Tại vì ở trại á 3 năm mấy gần 4 năm á, ăn ăn cái này nè, cao quỷ nó phát cái này nè với lại cái xương gà các bạn. Ăn riết mà tới sợ luôn á, qua đây đâu dám ăn nữa đâu. Qua đây thấy nó sợ muốn chết. Tại vì ở trại nó cho mình ăn cái cá biển mà cá cũng không được tươi đâu nha các bạn.
với lại cái cù lẳng gà nè, với lại chân gà nè, với lại cái con nguyên một con gà nó lóc hết thịt rồi còn cái bộ xương không à, đem cho mình ăn là vậy đó. Nhưng mà tiền cao quỷ thì người ta phát ở mỗi một đầu người bao nhiêu đô la mỗi ngày nha các bạn, theo như mình biết đó. Nhưng mà mình không biết những người trong đó phát làm sao, mình ăn vậy thôi. Trời ơi, ăn những cái chân gà, cù lẳng gà rồi không đó, ăn riết mà tới sợ luôn. Qua Phần Lan mấy chục năm đâu dám ăn đâu, ăn ở trại quá nhiều rồi, với lại bí rợ với cải với rau muống á các bạn. Mình hồi đó mình mới tới á, mình đâu có ăn bí với lại cải rau muống gì đâu. Hồi mới tới tại ăn ở trại quá nhiều rồi sợ quá, qua đây không có ăn. Rồi sau này á mình lại cảm thấy là những cái món bí rau cải rồi nó lại quý, tại vì bên đây á, xứ lạnh không có trồng được nhiều á các bạn, mà nó lại mắc nữa đó. Hôm nay làm mấy cái chân gà này nè mới nhớ lại hồi ở trại á, ăn mấy cái chân gà, cù lẳng gà, bộ xương gà. Ở trại người ta kêu bộ xương gà là người ta kêu bằng gà mìn đó các bạn. Nếu mà ai mà coi video của mình mà nghe nói cái tiếng gà mìn đó là biết dân ở Thái Lan liền à. Rồi mình chờ kìa chín đi rồi chứ nha. Coi khoảng bao nhiêu phút rồi nó chín. Mỗi lần làm những cái món chân gà, cù lẳng gà mà giờ 20 mấy năm rồi mới làm thôi nè. Hồi đó ăn nhiều quá thấy nó sợ cũng chết, đâu dám mua ăn nữa đâu. Và bây giờ mình thì nó cũng sắc nước rồi các bạn, mình cho một miếng tương ớt ngọt vô nè, tương ớt ngọt với lại tương ớt cay, hai thứ. Đây là cho tương ớt cay, mình cho một ít thôi, không cho nhiều lắm để cho nó bán đi cái mùi nha. Thật ra là mình làm kỹ lắm, nó cũng không còn mùi gà nữa đâu các bạn. Giấm với muối rồi mình luộc qua, nó còn mùi gà. Bây giờ chỉ có mùi xá xíu với mùi tương ớt với ớt ngọt thôi. Rồi đó, vậy là mình trộn lên nữa là xong rồi đó các bạn. Cho tương ớt ngọt với ớt cay vô là xong. Đây, món chân gà của mình á, mình đã làm xong rồi nè các bạn. Đây là chén nước mắm gừng nè, nhìn hấp dẫn không các bạn? Còn cái dĩa này nữa nè, dĩa này nhìn mới là hấp dẫn nhất nè. Mình ốp xá xíu á các bạn, với lại tương ớt ngọt với lại tương ớt cay. Cũng giống như là sa tế vậy các bạn, nhưng mà nó không có cay như sa tế. Còn đây là cái chân gà này mình luộc để chấm mắm gừng. Còn cái bên này thì mình ăn không cũng được, nó vừa ăn rồi không có cần chấm mắm gừng. Lâu lắm rồi mình giờ mới ăn lại cái món này á, thấy ngon á các bạn. Gái mình á, nó thấy mấy chục năm rồi nó đâu biết ăn món này đâu, cái nó đi nhà bạn chơi á, nó thấy bạn làm chờ mời đãi cho nó ăn á, nó thấy ngon quá cái nó đi mua về kêu mình làm liền nè các bạn. Mà lâu rồi mình không ăn, ăn thấy cũng ngon lắm. Chỉ là ăn da thôi chứ đâu có gì đâu mà ăn, trong đó nó xương với da thôi à. Mấy chục năm rồi ăn lại món này thì cảm thấy ngon. Hồi đó ăn nhiều quá thì thấy nha, thấy ngán, thấy sợ. Chứ bây giờ lâu lâu ăn lại nó cũng ngon. Nhưng mà món nào mình ăn hoài cũng ngán hết các bạn. Hôm nay chiều là làm mấy món này cho tụi nó ăn nè. Nha, cho nó thích lắm, kêu làm hoài mấy bữa nay mà bữa nay rảnh mới làm nè. Rồi, thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Nếu thích video của mình thì xem, đăng ký là kênh và like. Đăng ký kênh thì các bạn sẽ nhận được video mới của mình sớm nhất nha các bạn. Thôi chào tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo.